kéo để hư luôn á. Rồi cho Mỹ như Mỹ xin chào các bạn nha. Hôm nay mình quay anh chủ những cái dàn bông này, anh đang tứ phân các bạn. Anh đang mới tới đợt vô phân nè. Dạ anh đang tứ ba cái cây vô phân, tứ phân lần đầu tiên nha. Nguyên một vườn mình có 2 kg phân à. Quậy ra mà tứ. Bữa nay nó mởn nè các bạn, làm bông lá nó này nó mởn lá nè. Năm nay trồng trúng bông một năm cho nó bình hoành tráng năm nha. Trúng đổ vô thùng bê các bạn, 1 kg lô phân đổ thùng bê, anh quậy quậy nó ra anh. Một thùng bê là cái chừng hai theo mình độ có chừng nửa lon sữa bò, quậy thùng bê nha, là tứ hết mấy cái hàng này luôn, rồi đầu hết rồi nó hết thùng đó thì đầu quậy cái khác vô. Vậy là một thùng bê mình bỏ bao nhiêu phân vô đó mình quậy? Cống hay cống nhỏ vậy ha? Ờ à, biết rồi đó, biết rồi nó biết rồi. Phân tiêu hả? Anh nói là cái đợt đầu các bạn, đợt đầu là tứ phân DB. Này là mới tứ phân lần đầu tiên, đợt đầu luôn, đợt nhất luôn các bạn. Nó là DB không ha. Anh chia sẻ đó các bạn, anh chia sẻ là cái loại giống bông này là bông cúc pha lê nè, nó treo đèn nè, các bạn thấy đèn trước mặt mình không? Nhưng mà nó tuyệt đối không có xài phân lạnh nha, đưa phân lạnh vô là nó bị cháy lá. Nó là xài đặc biệt luôn là chỉ là xài phân DB thôi, không xài cái gì hết, riêng gì. Hôm nay Nguyễn Như Mỹ chia sẻ các bạn là hai cái cách của anh chủ là anh tứ phân, anh pha phân DB anh tứ đợt nhất. Tứ đầu này 2000 ký một à. 2000 chậu ha. Này nó mượt lắm mà lá này nó mượt mà mỡn luôn. Em à. Rồi hôm qua tôi chạy xuống dưới bến đò Thanh Giang, bây giờ thấy nó cũng cũng có vô chậu mới, ổng mới cũng chưa làm nữa chứ. Lột sọt. Giờ
vô chậu bự dưới hành tấm, còn chậu nhỏ nó không chưa. Ừ, mới vô đất thấy chưa cái lên vàng lên bông vậy. Chắc giao mùa nay cho tôi dùng trước. Vậy hả? Tại đất đồng mình trên đây nước xử lý nó lùn hơn đất ở dưới, nước ở dưới. Mấy ổng mùa quá cao đó, cũng như nước mốt thứ hai của mình chừng dính tắt dưới nước hả? Ừ. Nó không sợ cao quá, sợ là cái mùa nay nó không trồng dễ lại. Ngày nay cái chỗ mà ông mấy ông chồng quán làm như là quán mới cắt quán cà phê hay gì vậy? Ừ, quán cà phê mới. Ừ, mất mất mẹ hết chỗ rồi. Ngay chỗ ngã ba luôn đó. Ừ, mất mới cắt cái quán cà phê. Chỗ đó cũng nhiều lắm á. Ừ, chỗ đó trồng nhiều lắm mà bị mất hết chân chỗ rồi. Ừ. Quậy ra bắt đầu nó múc cùng bê. Đó các bạn, đây nó một thùng bê là anh đổ hai cống phân là vô anh quậy ra, nó tứ la gai đó bạn. Phố thì nhỏ này chủ yếu mấy thằng phân con đá đó, như con cát, con mấy thằng ma nhê, cái gì đó, thằng nào mà ra rễ mạnh thì mua. Cái phân dư... Ký lô phân rồi mình quậy ra rồi mình đổ để mình cao vô nước, vô lo hành một cống. Ừ. Ừ. Đổ nước thêm cho đầy thùng bê đó, vậy đó. Ừ. Là 2.000 giỏ đó. Ừ. Nè các bạn, là 1 kg phân đổ đây nè, quậy ra bắt đầu mới múc múc từ cống này qua bên cái thùng bê đó, đó nó mới đủ công thức của nó. Đậm đặc cái ghê không? Quậy lên đậm đặc cái ghê. Mấy này phân gì là còn ít đó, tới mấy cử kia là phân nó nhiều. Ừ. Còn gì mà 2 kg thì nó kéo phân đặt lại nữa vậy. Cái nguy hiểm của người ta lắm, tại vì người ta xạ bonsai mình nó không hay, bắt đầu mình phui qua đó, bởi vì vàng bông nó không có cao bằng người ta. Ừ, mình có lọc có gì cho nó không hay là để tự nhiên người ta tự nó lóng xuống? Rồi cho Nguyễn Như Mỹ cũng xin chúc các bạn ngày mới tốt lành nha. Mình cũng kết thúc video đây, ảnh cũng sắp xong rồi. Mình hẹn lại video sau nha. Bye bye.